Trên thế gian của cõi đời này, không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển, thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vụn vụt, cứ thế vật đổi sao rời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bên giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển Hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương tràn trề đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi, mang theo nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời. Mẹ như được trong nguồn trời.
chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng. Oh,
Yeah.
Đây mô. Đây vừa rồi. Dạ. Phật chí thân bảo đáp thâm ân kỳ siêu độ sư đẳng tân chương chí tân chương phôn tân thì đoán nguyện lực sống lộc nguyện lắc linh nguyện lấy thân nghiệp đồng ban món thiếu quyền nam nữ nội ngoại đệ tử chúng đặng thế tôn phụ thuy tiếp đồ Nam Phật từ thọ tam quy ngũ giới cổ phù dịch xuyên phần
trần văn chiến tháp danh quảng thành nguyên mạng sanh ư giáp thiên niên mùi nguyệt nhật trụ sanh hưởng như ngũ thập tam tuệ đại hàng vũ bình thân niên thập nguyệt thập thất nhật dân bài màng chung phụ quân chi linh à cư. Mẫu nguyện thì ăn chi màng hiệp
Đồng tang mong hiệu quyến nam nữ nội ngoại thương hà đại tiểu đại cung điện vũ hồ ma vi cô phu họ tam quý ngụ giới đức dịch xuyên quần thân văn chín tháp danh quảng anh hưởng dương ngũ thập tam tuệ phụ quân chi linh cựu có tâm người có chuyện sống cải chứng giả dối còi chi phải có tâm ngay nhân tâm tiểu đấu giờ việc ý tạm thế không chứng càng phải chịu đâu tâm kể u không nào lòng đã Oh.
Nam mô Thiện Nhân Đạo Sư A Di Đà. Thật nhờ về hương linh từ bấy lâu nay, mấy ngày nào còn đứng còn ngồi thắp viếng, nhờ phụ trách người đi kẻ ở đò âm dương quan lại để lời đôi đường khai an cùng hết trọng vô cùng thương tiếc. Thế rất là thương nhớ nhờ phục đây người đi cả ở âm dương là đổi đôi đường tình nghĩa anh em còn đấu đùa để hôn sự bên nhau, xin mời lưu lại để dùng chén trà đi nữa cùng tán chuyện chúng tôi. Là tất cả quý anh nằm không bạn bè thân thương mến thương tổng chí của đội đã hoa kỳ trở về việc cầu thương hương lắm sống được sắp về để đời ác lành. Và sau khi phỏng thiếu cầu nguyện và cầu nguyện hương lên ăn nhất thành bà con cái tầng người có cấu dòng máu đào hơn nhau được làm thế mà tình bà có giờ đấy
hồn. Dòng thờ xuất lưu là ác đường, dòng trái tàu lý nước. Đừng thư ai của lửa tắt đèn có nhau. Giờ hồn cây của ta trở ra và đắm đất nước thất mà không bao giờ đây. Chúng ta hiểu điểm với ác thường. Đúng với đẹp nước là quốc tắc đến cầu nguyện. Cô hương lên sống được sâu sắc thần phần. Và sau khi sống thần nhạc và con thần nguyện trước cổ bác hồ vô cùng chất đồng và tốt nữa. Sau khi lần lượt cho nên nhạc phát lòng nhấp tắt để cầu nguyện cho hương lên chúng ta đang phật công. Và sau khi phật nghĩa bây giờ cùng cho nên các thử thở ra đi. Nhưng tình cảm có thể không bao giờ giới thiệu. Ngày hôm nay ao hoa ở Quảng Thiên đã hiện diện được đức đại dân hương để cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện cầu nguyện lại thực hiện người ra đi, chồng xin mời phụ huynh thăng thì cô lòng hỏi tình thông ra luôn luôn chăn hòa đời từ tình thương để xây dựng cho con cháu sau này. Thế là nhờ cuộc sống lên chồng tôi trở thành trước tiên về nhà thuyết cầu tình thông ra đầu nhiều lần đầu nhiều lúc lên nhà ngang lòng nhất tâm để cầu nguyện. Mày không làm hoa đầy tươi thắm, được đứng lên để cầu nguyện. Các thân phụ của chúng tôi sớm được tôi gieo về miền tiếng cạnh. Được tình nghiệp bị hóa đó, thay mặt tác biển lúc tiên và ghi nhận. Dòng miệng cầu về phương chư Phật giác hồ, cho bạn lên được tạm sự ác lành, tắc lóc được thò, và bằng sự được thành công trong cuộc sống. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
họ còn không có bao giờ hồi diện. Nội mất đã có lần như vậy, về niềm cầu như lương linh, đồng tập tách về thế giới ác nặng. Đồng thời xin nhớ lại người còn đang mất, anh dương và đứng nơi đường. Tất cả bài ta cùng lúc bà pháp hồi hòa cùng hết lòng và vô cùng chúc mừng. Được tin cho một gia đình, hòa cầu người tin yêu phật. Từ bây giờ hồ là gia đình đang lập một đời cháu, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Và các cuộc sống luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong lời vô cùng. Thank you.
pháp thực hiện cùng suốt đời là gia đình chị Mai, gia đình chị Võ, các vị khách tòa đại đức mắt để đầy đồng trẻ tài giúp đỡ một phát triển thân mạnh gia đình tiên thật thịnh tư ông và vui vẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và sau khi đại hát lại diễn biệt và cầu nguyện cho hương lại được dùng trong cả những nước các bạn được cùng về các
và thao thương cộng hiểu cầu nguyện cho nhân dân cùng chung lời nhiều pháp nguyện thắm nhận được mong cầu và thực hiện tất cả mong cầu trước cửa thân yêu tất cả từ nhiều ngày hôm nay chúng em đã thương lòng rất trong đồng hồ nhận và cầu với cộng hiểu cùng chung lời pháp cứ là người cầu nguyện cả và ý của mong cầu của chúng em và hôm nay không đang cầu ta nữa và từ đầu đã chứng kiến Bồ Từ và đào tràng đều Phật đường gửi lại. Kính thưa vị quan chức quyền điều hành tang lễ, kính thưa toàn thể bà con bạc nội ngoại cùng tăng môn hiệu quyến, hôm nay về phía nhà Phật đường được cùng xin có phân ưu đôi lời cùng tang quyến. Kính thưa hương lân pháp nhân quảng thần, kính thưa tất cả toàn thể tăng môn hiệu quyến, trên thế gian này mọi người đã hiện hữu, ai cũng có tình ông bà và cha mẹ khi đã sinh hạ và nuôi dạy con cái đến khi trưởng thành. Rồi sau khi định luật vô thường, hương linh đã xả thân tự đại về đức lực nhỏ lừa. Trong tang quyến cũng hết lòng thành tâm hiếu đạo thiệt lễ tang theo cổ truyền của người các Phật giáo để phòng sự. Do vậy trong ngài thường có nói rằng tâm hiếu là tâm hành, Phật hiếu, hành hiếu là hành Phật. Do vậy ngày hôm nay trong gia đình hết sức là chú trọng ở công việc để bảo đảm lại người cha người chồng của quý vị. Đó là bổn phận và trách nhiệm của người làm con. Ngày hôm nay quý vị tổ chức tang lễ được sự thương mến của tất cả quý bà con hồi bác hồ từ giờ phút này trước để viễn thăm phụng điếu cầu nguyện thay mặt cho toàn thể ban hộ từ cũng xin chúc các gia đình quý vị luôn luôn sức khỏe và để chuẩn bị cho buổi lễ là đọc thư phân ưu cầu nguyện cho hương linh của Tịnh giáo Hội Phật giáo Thừa Thiên Huế. Xin mời anh chị đại diện nằm trong ban thư ký của ban hộ từ Hội Phật giáo Việt Nam, ban trị sự Tịnh giáo Hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, văn phòng chùa Tự Đàm, số 1 đường Sư Liệu Quán, phường Trường An, thành phố Huế, Phật lịch 2560, Huế ngày 19 tháng 11 năm 2016, thư phân ưu. Ban trị sự Tịnh giáo Hội Phật giáo Thừa Thiên Huế kính gửi gia đình đã hữu nguyện thi ảnh để qua ban hộ từ nhà Phật đường từ lại chuyện
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban trị sự được đền thơ của Ban Hộ Từ tại địa phương cảnh báo Đào Hữu Hủy, Trần Văn Kiểm, Thọ Giới Hố Bà Tắc, Phạm Danh, Quảng Thành đã định chống ngày 17 tháng 10 năm Bình Thân, tức ngày 16 tháng 11 năm 2016 tại thôn Cửa Lại Bắc, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giáo hội rất xúc động và tiếc tiếc, từ đây giáo hội mất đi một Phật tử thuộc thành trung nghiêm về đạo Pháp. Quý gia đình bệnh viện gia hạnh một người thân yêu, thay mặt Ban trị sự Giáo Phật Giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi thành tâm cầu nguyện cứu Phật phóng quang tiệt độ hướng lên cổ đạo hữu sớm tiêu du về miền cực lạc, và kính lời phấn ưu cùng quý vị trong tác nguyện. Đức Phật đã dạy tất cả các pháp hữu vi đều sanh diệt, diệt sanh, chỉ có niết bàn là an vui tự tại. Giáo hội rất mong quý tác nguyện luôn luôn tỉnh thức được lời dạy của Ngài mà vơi đi được đau thương vì ngạn thế gian. Thầy quán sát bằng chân cố thường của vạn vật, thường nhớ đến niềm tin Tam Bảo, nói theo tâm niệm hướng thiện và cúng hạnh tu tập của hướng lên mà tin tưởng hơn nữa đến bậc đường tu học chánh pháp, phụng đạo giúp đời để người mất kẻ còn đều được ấm thêm công đức. Nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ. Nam Mô Diệp Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính thưa thay mặt Ban trị sự Phó Trưởng Ban Thường trực Hòa Thượng Thích Thế Chân và được khi đi vào. La 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 la
còn đâu được vô sở bên nhau. Ngày hôm nay là gia đình của ông đã hiền hiền. Được ta cầu cho nên lẽ nước lòng nhất tâm cầu nguyện. Và sau khi là tình nhân dân này nước lòng nhất tâm cầu nguyện. Xin mời tam quyền đứng phía bên trong linh cầu của hương linh người cha.
Thank you.
tình nhờ gia đình thực hiện nghĩa ở mùa lễ Bắc, cùng vô cùng hướng đến trở về quê hương lại tường đường và bầu vườn. Sau phần biểu cùng khi mời quý hoa thị để đồng trang trả đi lớn tổng tác tiền bắt đường với nhau. Giờ đây thì hiền vừa hướng đất tài quá cùng nhưng em hẹn trong lòng đi giờ đây hẹn gặp nhiều hơn một cuộc trò đâu ngờ chưa lâu ta tổ tông mãi nhà và chỉ làm tình tục nhân rất đau lòng trên tận tới cục cầu dốc cục hồ bảo cục đồi ta hẹn gặp vào hòa ông la từ em con sợ cái nhà đậu ở trong chồng nai cùng vô cùng là thương để cùng vào lãnh quốc nào cũng rất tâm làm điều kiện và tổ nghiệp rất là nhiều thế hóa trời người
cha làm chung bốn loài quy y tròn một niềm dứt sạch nghiệp. Ba nghề sân dân cùng tạng tạng ức kiếp không cùng từng. Đệ tử chúng đắng cung tiểu Phật tiền, chúng con phát nguyện đọc từng kinh Di Đà. Nguyện cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Từ Bi Phóng Quang Tiếp Độ Việt Nam Phật tử. Thọ tam quy ngũ giới trình, văn diễn pháp danh quang thành, thần hồn chi hướng đến lòng lần. Đạo phạm thông không thể nghĩa, bàn lưỡi để châu vị đào tràng. Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trước bảo tòa. Thân chúng con ảnh hiền cuối đầu xin thề nguyện quý ai. Nhưng đa mẫu ni Phật, tương lai hạ sông nhĩ lập tô Phật đại thị văn thu sứ lời vô tạc đại hành. Thì đoàn đoàn lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ. Dương Á Chi Tình Á Thề Điện Á Sải
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.